Ngày 21 tháng 2, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly đối với trẻ em, học sinh bảo đảm phù hợp, khoa học. Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh bị bệnh nên có vấn đề sức khỏe khi nhiễm bệnh. Ra soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em, học sinh là F1 bảo đảm phù hợp. Bên cạnh đó có ý kiến chính thức về việc học bán trú của học sinh để Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cung cấp đầy đủ kịp thời cho cơ quan thông tấn báo chí những thông tin cần thiết về công tác phòng chống dịch.